Thì tại sao nhà sản xuất, quý vị hình dung nha, tại sao các nhà sản xuất người ta phải đưa ra một cái nhóm phân khúc riêng, tức là những chiếc âm ly truyền thống quý vị này. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu. Sự khác biệt giữa cục đẩy công suất với vang cơ kỹ thuật số và âm ly thì nó khác biệt nhau ở chỗ nào, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chuyên sâu về sự khác biệt giữa âm ly và cục đẩy công suất. Tại sao, đúng không ạ, chúng ta lại chọn âm ly và tại sao chúng ta lại chọn cục đẩy công suất kết hợp với một chiếc vang cơ hoặc một chiếc vang số, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ quý vị và các bạn hãy theo dõi hết clip nha. Trường Thành Audio sẽ chia sẻ và phân tích thật là chuyên sâu và khoa học cho quý vị và các bạn. Đặc biệt là cái clip chia sẻ này thì chắc chắn nó không thể nào ngắn được quý vị nha. Nó sẽ phải hơi dài một chút để chúng tôi truyền tải hết cho quý vị và các bạn. Khi chúng ta hiểu hết được nguyên lý hoạt động của hai cái sản phẩm này, chắc chắn rằng quý vị và các bạn chúng ta sẽ tự lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp quý vị nha. Trước tiên thì trong âm thanh quý vị nha, nếu mà gọi theo cái nghĩa rộng hơn ấy, của tiếng Anh ấy, thì âm ly hay cục đẩy công suất ấy, thì người ta đều gọi là âm ly, tức là thiết bị để khuếch đại tín hiệu âm thanh. Vậy thì tại sao nhà sản xuất, quý vị hình dung nha, tại sao các nhà sản xuất người ta phải đưa ra một cái nhóm phân khúc riêng, tức là những chiếc âm ly truyền thống quý vị này, tức là nó được tích hợp rất nhiều thiết bị, ví dụ như là vừa là cục đẩy công suất quý vị này, tức là có cái bộ nguồn để khuếch đại tín hiệu công suất, tích hợp thêm một vỉ equalizer để chỉnh music quý vị này, và chỉnh tiếng micro. Vậy thì đây có thể nói được rằng là đây là một chiếc âm ly tích hợp 2 trong 1 quý vị nhé, tức là vừa có nguồn công suất quý vị này và vỉ mixer hay là vỉ equalizer của micro và music tích hợp lại đó. Nhưng với những chiếc cục đẩy công suất mà chúng ta hay gọi nôm na, hoặc chúng ta có thể gọi là main hoặc là power đó, đúng không ạ, thì nó chỉ có một thiết bị chuyên biệt thôi đó, một thiết bị chuyên biệt thôi, không có hệ thống equalizer, không có vỉ mạch mixer để chúng ta chỉnh cái giải bass này, giải trung, giải chép, hay là cái hiệu ứng echo reverb để khi chúng ta hát sử dụng trên micro, đúng không ạ? Vậy thì khi các nhà sản xuất người ta đều có những cái sự tính toán quý vị nha, bất kỳ một cái hãng sản xuất nào thì người ta phải nhắm đến thị trường quý vị nha, thị trường đâu là khách hàng sử dụng cái sản phẩm đó. Ví dụ như bây giờ người ta sản xuất ra một cái thiết bị âm ly chẳng hạn, đúng không ạ, cao cấp khoảng 10 mấy 20 triệu một chiếc, chắc chắn rằng không thể nào mà bán với một cái số lượng đại trà được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ nó khác biệt nhau ở điểm nào? Trước tiên về cái cấu tạo thiết kế quý vị nha, và nguyên lý hoạt động với cục đẩy công suất, các nhà sản xuất người ta tách biệt ra. Quý vị hình dung ví dụ như trên đây, đây là chiếc cục đẩy công suất này, nó chỉ có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu công suất và cung cấp cho chiếc loa của chúng ta một nguồn công suất ổn định để cái màng loa nó rung động, quý vị nha, tạo ra một cái áp lực âm thanh đủ lớn trong không khí đó. Còn ngoài ra chúng ta không thể nào có thể tự thay đổi can thiệp được vào cái tín hiệu đó, tức là thay đổi về tần số bass quý vị này, thay đổi về tần số chung và tần số chép, không thể nào thay đổi có thể tạo ra được một cái hiệu ứng. Ví dụ như khi chúng ta lấy một cái tín hiệu trực tiếp quý vị nhé, trực tiếp từ micro chẳng hạn, một bộ micro, sau đó chúng ta truyền tín hiệu trực tiếp xuống cục đẩy và truyền ra loa, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào tạo ra được cái hiệu ứng ví dụ như là echo có repeat delay quý vị này, hay là cái hiệu ứng reverb đó, dội âm đấy, đúng không ạ? Vậy thì nhà sản xuất người ta thiết kế ra một chiếc cục đẩy công suất có nhiệm vụ chuyên biệt, tức là nó chuyên để khuếch đại tín hiệu thôi. Còn cái nguồn cấp cho nó bao nhiêu, hay là cái chất lượng tín hiệu truyền tải cho nó có hiệu ứng như thế nào thì nó không can thiệp được quý vị nhé. Nó chỉ khuếch đại tín hiệu ví dụ như là từ mức 1 này lên gấp 100, 1000 lần đó, so với tín hiệu gốc. Với những cục đẩy công suất xịn thì chắc chắn rằng trong quá trình nó khuếch đại tín hiệu quý vị nhé, tức là chúng ta có thể hiểu nó nhân bản cấp số nhân lên gấp nhiều lần lớn hơn, nó vẫn không bị sai số và cái tín hiệu truyền tải ra màng loa nó chi tiết, nó chuẩn, nó tạo ra một cái tần số dao động cho cái màng loa một cách ổn định nhất quý vị nha. Hay chi tiết hơn thì chúng ta có thể nói là
cái chiếc loa của chúng ta, cái củ loa, nó tạo ra một cái tần số, sự dao động ổn định, nó không bị sai số, nó không bị nhiễu hài, thì đó là một chiếc cục đẩy chuyên nghiệp. Vậy nên với những chiếc cục đẩy công suất nó sẽ khác âm ly ở điều đó, nhưng âm ly thì nó lại có sự khác biệt quý vị nha. Để mà đưa ra một cái sản phẩm có cái mức giá bán rẻ hơn quý vị này, để bán đại trà, dễ sử dụng, đúng không ạ? Thì người ta sẽ tích hợp lên chiếc âm ly này để quý vị dùng nha. Ví dụ như là nó bên trong nó sẽ có một main công suất quý vị này, để khuếch đại tín hiệu này. Và nó lại tích hợp luôn cả cái vỉ equalizer quý vị này, mixer của micro, của music. Vậy nên với một chiếc âm ly, ngoài nhiệm vụ khuếch đại ra thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái tần số âm bát quý vị này. Bát nhiều, bát ít của tín hiệu âm thanh chúng ta điều chỉnh được này. Ở phần music cũng vậy, nhiều chép thì tăng lên. Và cái hiệu ứng echo và tín hiệu, các cái tần số bát trung chép của micro cũng vậy, chúng ta sẽ điều chỉnh được luôn. Vậy thì đó là sự khác biệt giữa cục đẩy công suất và âm ly, đúng không ạ? Cục đẩy công suất thì chúng ta hình dung như này, nó chỉ có nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu này, và nôm na dễ hiểu là không điều chỉnh, không thay đổi được giải bát, giải trung, giải chép hay các hiệu ứng echo và reverb. Nhưng với một chiếc âm ly thì nó sẽ tích hợp cả thêm cái vỉ equalizer, điều chỉnh được tiếng music quý vị này, bát nhiều, bát ít, hay là chép nhiều, chép ít, và cái hiệu ứng micro là echo và reverb đều điều chỉnh được. Nhưng nó khác biệt là gì? Với chiếc âm ly thì chúng ta có thể tạm gọi nó là sự bán chuyên. Tức là gì? Giống với một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, nó khác, đúng không ạ? Sao hạng A đứng trên một cái sân khấu lớn, biểu diễn nó sẽ khác với một người nghệ sĩ bình dân hát phòng trà, nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Vậy nên là sao? Với các nhà sản xuất, người ta sẽ định hướng với những chiếc âm ly này là cái chất lượng ở mức trung bình quý vị nhé, trung bình, ở mức rẻ thôi, đúng không ạ? Để bán được số lượng lớn ra thị trường. Không nhà sản xuất nào mà người ta nghiên cứu ra các sản phẩm này để người ta làm chơi hay là làm cho vui, đúng không quý vị? Mà nó là cả một cái chiến lược kinh doanh của họ. Ví dụ như thay cái vỏ này đi, đúng không quý vị? Và ví dụ như tích hợp lại từ một cái cục đẩy công suất chuyên nghiệp này, đó, ghép với một chiếc vang cơ kỹ thuật số cao cấp này chẳng hạn, của Vatasa này, quý vị nhà cái 8, thì bỏ hai cái vỏ này đi, gộp vào một, thì dĩ nhiên cái giá thành khi mà đưa ra thị trường thì nó rất là cao quý vị nha, và chúng ta rất khó có thể thay đổi được. Đó, tại sao chuyên nghiệp nó lại hơn bán chuyên? Thì bây giờ Quang Trường sẽ phân tích cho quý vị nha, về sự khác biệt của hai cái sản phẩm này, giữa cục đẩy công suất chuyên nghiệp và một chiếc âm ly truyền thống. Đó, đúng không ạ? Ví dụ khi quý vị mua cái chiếc âm ly này về chẳng hạn, đó, một chiếc âm ly này về, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị giới hạn hoàn toàn bởi cái chất lượng music của nó quý vị này. Giữa micro chúng ta không thay đổi được quý vị nha, và cái mức công suất của âm ly này nó là cố định. Đó, ví dụ như chúng ta mua một cái chiếc âm ly này về và chúng ta sử dụng với một cặp loa, nó phải tương xứng với mức độ công suất này, rồi còn phụ thuộc vào cái chất lượng âm thanh nó có phù hợp với cái âm ly này không, thì chắc chắn rằng chúng ta phải sử dụng cái thiết bị đó một cách cố định quý vị nhé, cố định, và cái khả năng hú rít nó sẽ rất là cao. Cái sự kiểm soát các cái tín hiệu âm thanh nó sẽ không thể nào chi tiết được so với chúng ta sử dụng tách rời quý vị nhé, tách rời chuyên nghiệp. Vậy thì khi các nhà sản xuất người ta tại sao lại đưa ra các cái cục đẩy chuyên nghiệp? Quý vị có thể hình dung nhé, trong một hệ thống âm thanh đó, có rất nhiều loại loa, đúng không ạ? Rất nhiều loại loa. Ví dụ như một hệ thống âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp có cả loa full quý vị này, loa lai dây này, loa mid low, đúng không ạ? Và loa sub. Thì khi thiết kế ra một chiếc cục đẩy công suất này thì nó có thể vừa chơi được loa full, đúng không ạ? Vừa chơi được loa sub hơi, vừa chơi được loa mid low, vừa chơi được loa center. Vậy thì sao? Cái sự lựa chọn của người sau men, cái sự thay đổi và sáng tạo của người dùng sẽ được sáng tạo nhiều hơn này, rồi tạo ra một cái chất lượng âm thanh, cái sự khuếch đại tín hiệu nó chi tiết hơn, âm thanh sắc nét hơn, rõ nét hơn, và chúng ta có thể sử dụng được với rất nhiều hãng loa khác nhau quý vị nha. Ví dụ như cái thiết bị chuyên nghiệp này chẳng hạn, như cục đẩy Vatasa 4 kênh VA4600 đi, nó có 4 kênh, thì quý vị có thể ghép được với 4 chiếc loa full, quý vị nha, 4 chiếc loa full của rất nhiều thương hiệu khác nhau. Ví dụ như là DT, Dream Theater của Đức quý vị này, có thể xa xa đây, quý vị sẽ nhìn, chúng ta có thể ghép được 2 cặp loa
tức là 4 chiếc loa DTN Pha 12. Hoặc quý vị nha, hoặc là chúng ta có thể ghép với thương hiệu JBL của Mỹ đó, hoặc là Nexo của Pháp, hoặc những thương hiệu cao cấp, hoặc là Bình Dân, đúng không ạ, BMB hoặc CVS, hoặc Wafferan của Anh Quốc, vân vân. Nó vẫn đều cho ra một cái chất lượng âm thanh khuếch đại tốt nhất, đúng không ạ? Vậy nên tại sao tất cả các cái chương trình live show âm thanh chuyên nghiệp, những hệ thống âm thanh biểu diễn lớn này, những quán karaoke chuyên nghiệp thì bây giờ không ai xài âm ly, bởi vì cái sự chuyên nghiệp quý vị nha. Ví dụ như âm ly nó chỉ hay tầm khoảng 5-6 điểm thôi, thì chiếc cục đẩy công suất về cái chất lượng âm thanh nó cũng vượt trội hơn. Và cái sự sáng tạo của người dùng đó, sáng tạo có thể thay đổi được rất nhiều các cái thương hiệu hệ thống loa khác nhau. Vậy thì quý vị hình dung như thế này, đúng không ạ? Tổng kết lại là gì? Tổng kết lại là hai cái sản phẩm này, thứ nhất là nó sẽ khác nhau về cái kiểu dáng quý vị này, nhưng nó lại chung ở một cái nguyên lý hoạt động, tức là gì? Âm ly truyền thống tích hợp 2 trong 1 vẫn là khuếch đại tín hiệu âm thanh, nhưng nó lại có thêm cái hệ thống equalizer này, rồi hệ thống hiệu ứng echo reverb. Nhưng một chiếc cục đẩy công suất nó tách rời, nó chỉ chuyên biệt để khuếch đại tín hiệu thôi, và nó không tích hợp sẵn cái hệ thống equalizer hay mixer, mà chúng ta muốn khai thác cái chất lượng tín hiệu đầu vào như thế nào thì chúng ta chỉ việc thay đổi cái hệ thống mixer. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng vang cơ kỹ thuật số quý vị này, hoặc là một chiếc vang số, hoặc là một chiếc mixer bàn chuyên nghiệp chuyên cho sự kiện đều được quý vị nha. Bởi vì sao? Nó sẽ có sự sáng tạo, chúng ta thay đổi được rất nhiều các hệ thống. Ví dụ như chúng ta cần một cái chất lượng âm thanh ở mức độ khá cận cao cấp, chúng ta có thể thay đổi, đúng không ạ, lắp thêm với một chiếc vang cơ kỹ thuật số này, chúng ta thay đổi về hiệu ứng echo reverb trên này, rồi có cả bluetooth quý vị này, đó rất tiện dụng, đúng không ạ. Còn cao cấp hơn thì quý vị có thể ghép với những chiếc vang số, nó cũng cho ra chất lượng âm thanh rất hay, đúng không ạ. Vậy nên là khi chúng ta mua một chiếc cục đẩy công suất, chúng ta sẽ tha hồ thoải mái sáng tạo, đúng không ạ, trong tất cả những cái hệ thống, không bao giờ chúng ta lo. Và chắc chắn rồi, với một cái giá trị mà quý vị bỏ ra tầm tiền cao thì chắc chắn chúng ta sẽ phải xứng đáng được nhận cái giá trị tương xứng ở quý vị nha. Rẻ thì không có đồng nghĩa với vấn đề là cao cấp được, đúng không ạ, mà chất lượng cao cấp, phân khúc cao cấp thì không đồng nghĩa với cái vấn đề là không hay, đúng không ạ, chắc chắn sẽ hay. Người ta sẽ thường nói là tiền nào của đó quý vị nha. Vậy thì để mà các hãng người ta sản xuất muốn đại trà ấy, bình dân, chất lượng vừa, dễ sử dụng, giá rẻ, thì người ta sẽ tích hợp âm ly, chất liệu linh kiện nó sẽ rẻ hơn, âm thanh kém hơn, còn chuyên nghiệp hơn một bậc nữa, cao cấp hơn, chơi sáng tạo hơn trong các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp thì sử dụng cục đẩy công suất, đúng không ạ, được kết hợp thêm với các thiết bị ngoài. Vậy thì vừa rồi Trường Thái Nhà Audio đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về sự khác biệt giữa hai sản phẩm nha, cục đẩy công suất và âm ly truyền thống. Từ đó thì quý vị hãy trau dồi thêm kiến thức, để từ đó mình sẽ tự đưa ra quyết định cho bản thân, cho gia đình là nên đầu tư thiết bị nào cho gia đình, đúng không ạ. Tầm tiền ít thì chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng âm ly là cũng có một cái chất lượng âm thanh cũng khá là ổn rồi. Còn nếu chúng ta có tầm tiền cao hơn, cao cấp hơn, đúng không ạ, thì chúng ta nên lựa chọn thiết bị chuyên nghiệp rời, ví dụ như là cục đẩy công suất này, ghép với vang số hoặc là vang cơ kỹ thuật số quý vị nha. Hoặc cao cấp hơn âm ly truyền thống một chút thì chúng ta có thể ghép với âm ly số, tức là thiết bị 3 trong 1 vừa kết hợp với vang số này, cục đẩy công suất này, rồi với micro luôn, đó, thiết bị 3 trong 1, tức là có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu quý vị cảm thấy video hữu ích thì quý vị hãy share kênh quý vị nha, và cho Trường Thái Nhà Audio xin một nút like này. Đặc biệt là quý vị hãy nhấn nút subscribe, tức là đăng ký kênh, để cập nhật rất rất nhiều những clip mới. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong một video lần sau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.